Càng ngày con người ta càng được hưởng thụ những cái công nghệ cao của bên thì phải tại người. Khi anh dùng thì anh cũng phải có những cái như vậy là trau chuốt và là bảo quản và quan tâm đến cái vấn đề vệ sinh cho nó thì nó sẽ được về. Thế và chú nói thêm một tí nữa, vâng. Chú đang có một cái cảm nhận riêng của chú là cái truyền thông là các cháu làm nó chưa được đủ. Ngay nếu như chú là cái người không chịu mày mò xem YouTube thì chúng ta mới biết được cái sản phẩm này. Vâng. Mà sản phẩm này vừa rồi có một số bạn bè chú rồi đồng nghiệp đến đây chơi, ta bảo người ta không tưởng tượng là cái sản phẩm ở đây có ở chỗ nào mà ông tìm được. Vâng. Đấy, bởi vì là bản thân chú này là cái người hay tìm tòi các cái thông tin trên mạng, mà nhất là cái mạng thông tin bây giờ thì nó lại rất là hữu ích cho những cái người dân như các chú. Quý vị đang xem Nội thất Phúc Thọ TV. Cháu chào chú. Chào cháu. Vâng. Rất vui hôm nay khi mà được chú cho phép bên cháu qua để có thể phỏng vấn cũng như là ghi hình lại công trình nội thất tủ bếp mà bên cháu đã thiết kế và thi công cho chú ạ. Chú có thể có một vài lời giới thiệu cho các khách hàng của Nội thất Phúc Thọ được biết thêm thông tin về chú được không ạ? Chú điều đầu tiên là chú gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới. Vâng. Bước sang năm 2024, vâng, với công ty Nội thất Phúc Thọ này ngày càng phát triển, vâng, và đưa ra nhiều những cái sản phẩm tiêu dùng cho người tiêu dùng là có chất lượng cao. Vâng, vâng. Thế chú thì ở đây là tổ 10 khu 4 phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vâng. Chú có thể cho cháu biết thêm là chú tìm đến công ty Nội thất Phúc Thọ bên cháu qua cái hình thức như thế nào ạ? Chú thì báo cáo với các cháu là chú xây cái nhà này cũng được mấy năm rồi. Vâng. Thế nhưng mà cũng đắn đo và nghiên cứu qua những cái công việc của nhất là cái nội thất của cái bếp này. Vâng. Thế từ cái chỗ nghiên cứu làm cái gỗ gõ đỏ này. Vâng. Thế rồi là làm cái nhựa cao cấp này. Vâng. Thế sau đó chú tìm hiểu trên các cái kênh của YouTube của thấy công ty Nội thất Phúc Thọ giới thiệu và chú cũng có đắn đo và cũng có nghiên cứu xem xét rất nhiều. Vâng. Nhiều tháng. Vâng. Thế và thấy như vậy là phải nói rằng cái sản phẩm mà thông qua cái YouTube chú thấy nó rất là đẹp. Vâng. Thế và đồng thời là chú có lấy cái số điện thoại của công ty Nội thất Phúc Thọ và cũng có điện trao đổi. Vâng. Trao đổi và đồng thời là từ đó là hai bên có gần lại nhau để trao đổi về cái phương pháp làm việc và cũng như là cái cách thi công cũng như là cái chất lượng của cái sản phẩm này. Vâng, như vậy là chú xem thông tin ở trên mạng. Trên mạng, thông tin trên mạng. Vâng, đấy, cùng các công trình, các gia đình khác. Rồi, các gia đình. Cảm thấy nó hợp lý thì chú gọi bọn cháu về để tư vấn. Rồi. Vâng, vâng. Thế thì chú có thể là cho cháu thêm một cái chia sẻ với các khán giả là rất nhiều các đơn vị thi công cái sản phẩm nội thất. Thế thì vì sao mà chú lại quyết định lựa chọn bên cháu, về cái cơ duyên gì để quyết định lựa chọn bên cháu ạ? Thực ra mà nói là báo cáo các cháu là cái gì thế thôi, nó phải liên quan đến cái công năng sử dụng này. Vâng. Tính năng sử dụng nó tốt này. Vâng. Hai nữa là mình cũng phải so giữa cái gỗ tự nhiên. Vâng. Với cái nhựa gỗ công nghiệp hoặc là với cái nhôm gọi là cái kính cao cấp này. Vâng, vâng. Thế thì qua quá trình mình cũng cân nhắc thì mình thấy rằng là cái nhựa cao cái nhôm kính cao cấp này nó chắc chắn là nó sẽ mang lại cái lợi ích tốt hơn. Vâng, vâng. À, còn cái gỗ thì có thể là anh dùng thì một thời gian thì vấn đề mối mọt thì vấn đề khi mình đun là các cái chất dầu mỡ nó bay lên thì có thể mình sẽ khó vệ sinh hơn. Như cái này chú thấy là chú cảm thấy là nếu mà chắc chắn một điều cái này vệ sinh nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Vâng, vâng. Thế thì trong cái quá trình mà bên cháu đã làm việc với chú ấy, cái quá trình đó là tư vấn này, mẫu mã này, rồi thì đến việc anh em thiết kế để gửi cho chú và gia đình xem này, đấy, đến cái việc đó là sản xuất, lắp đặt đấy, thì chú thấy là cái tiến độ thời gian rồi cái tác phong thái độ làm việc của bên cháu như nào? Từ khi mà được tiếp cận với các cháu là những cái người mà trực tiếp hợp đồng thi công và tư vấn cho gia đình. Vâng. Thì cũng đã đi lại một vài lần chứ không phải một lần là xong. Vâng. Thì qua cân nhắc rồi qua cái tư vấn của các cháu thì chú thấy như vậy là cái làm cái này nó sẽ có cái lợi ích nó về lâu bền và nó tính năng nó tốt hơn cái gỗ gõ đỏ. Vâng. Và một số các cái chất liệu khác. Vâng. Thế thì gia đình chú quyết định là đầu tư vào cái này.
Thế trong khi đầu tư thì phải nói rằng là các cháu là công ty Lợi Xuất Phúc Thọ là đã đến rồi, là thứ nhất là đo vẽ và đồng thời tư vấn. Vâng. Thế và đưa ra những cái hình ảnh 3D để gia đình có thể chấp nhận được. Vâng. Thế khi vào thi công thì chú thấy rằng vậy, phải nói cái đội ngũ cán bộ thi công của các cháu là làm còn rất là tuân thủ cái kỹ thuật giờ. Vâng. Đất. Cái gì mà chưa được thì điều chỉnh nó sẽ được. Vâng. Thì chú thấy là như vậy, là thông qua những cái một thời gian làm việc mà cái này là các cháu đo, nhưng mà đến khi xuống nắp chú thấy là nó về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề thước tấc của các cái ô lọ lắp ở ô kia, chú thấy nó rất chính xác. Vâng. Đấy. Thế rồi như vậy là hay là các cái bản lề hoặc các cái thiết bị mà lắp vào trong này là chú thấy nó cũng đều là những cái đúng theo cái hợp đồng của gia đình yêu cầu. Vâng, vâng. Đấy cũng là một cái như vậy là về phía gia đình là các chú và các em, tất cả gia đình cũng rất là yên tâm và rất là tin tưởng. Vâng. Thế đến nay nó đưa vào sử dụng rồi thì mình lại càng cảm thấy được là cái tính năng này nó sẽ mà tớ cảm nhận là chắc chắn là có nhiều người ta chưa quen với cái này thôi. Vâng. Nhưng mà sau này họ dùng quen cái này thì chắc chắn là cái này sẽ đưa vào cái cuộc sống của người dân, nó sẽ nó có xu thế là hay hơn. Vâng. Hay hơn các cái mẫu mã khác. Vâng, vâng. Rất là hay chú ạ. Vâng. Thế thì qua thời gian mà sử dụng, tức là từ cái việc là chú hình dung cái sản phẩm trên bản vẽ, trên video của các gia đình khác, đến thực tế chú được sử dụng trong khoảng độ 20 ngày đến 30 ngày rồi, thì chú có thấy là có những cái bất cập gì hay là có những khó khăn gì cần phải cải tiến đối với bên cháu trong thời gian tới không ạ? Cái này thì chú có đóng góp thêm với các cháu một chút. Vâng. Tức là về cái các cái công năng và các cái kỹ thuật của cái lắp ráp này thì là thứ nhất là nó tùy theo ví dụ như ngày xưa các cháu đến tư vấn cho chú là ba loại. Vâng. Một loại thứ nhất là cái loại có 12 triệu mét vuông. Vâng. Cái loại thứ hai là loại 15 triệu, cái loại là loại 20 triệu một mét dài. Vâng. Đấy là mét dài không phải mét vuông. Thế nhưng qua cái vấn đề nghiên cứu của gia đình thì chú thấy như vậy là làm cái này nó đắt hơn một tí, nhưng mà đúng là tiền nào của đấy, dày dặn và nó không có tiếng ồn. Vâng. Mở ra mở vào nó như là mình mở cái tủ gỗ, nhưng mà thậm chí là tiếng kêu rất là êm. Vâng. Hoặc là các cái bản lề rồi các cái công năng của bản lề này nó tạo cho cái cảm giác con người ta một cái rất yên tâm, dễ chịu. Vâng. Đấy, phải nói rằng là tớ thấy là đúng là càng ngày con người ta càng được hưởng thụ những cái công nghệ cao này, thì chú thấy là về riêng gia đình chú. Vâng. Riêng bản thân gia đình chú mà nhất là các cô mà nấu bếp này, cô thấy tấm tắc khen. Yeah. thấy vui mà tớ thấy nó yên tâm. Vâng. Thế và đồng thời là chú chỉ có tham gia thêm các cháu là ví dụ làm cái nhôm kính này, nó liên quan đến vấn đề kim loại. Vâng. Thì sau này các cháu phải chú ý hơn nữa về cái tiếp địa đấy. Vâng. Cái tiếp địa của các cái thiết bị này thì là mình phải làm cái thiết địa cho nó đúng với cái tiêu chuẩn của cái thiết địa. Vâng. Như thế nào để nó đảm bảo tiêu chuẩn thì các cháu còn cần phải bổ sung thêm. Ví dụ như cái bếp này là bản thân chú là chú cũng am hiểu thêm một chút về cái vấn đề về vấn đề tiếp địa. Vâng. Thế là chú lại có đồng đội bạn bè làm về điện. Vâng. Thế nên các anh ấy tư vấn cho là phải làm như vậy, cho nên vừa rồi chú cũng đã tham gia với cán bộ kỹ thuật của cháu. Vâng. Vâng. Của công ty là sẽ sau này làm cho bất kể gia đình ai ở trên cái địa bàn này cũng như ở địa bàn trên cả nước. Vâng. Thì ta lên đưa cái vấn đề kỹ thuật và vấn đề an toàn về điện về sau này cho nó nâng cao lên một tí nữa thì chú thấy nó rất là tuyệt vời. Thế còn về công nghệ như thế này chú thấy được rồi. Vừa rồi là bạn chú Thú Quang, mấy ông bạn đến đây ngồi uống nước là cũng cứ ra rồi chú giới thiệu một số thứ là mở ra thì người ta cũng có, người tiêu dùng người ta cũng có cái phát biểu bằng được. À, nếu mà dùng cái loại này thì chắc chắn một điều nó sẽ có cái tốt hơn những cái sản phẩm khác. Bởi vì nó chẳng là lộng đắt tiền. Đúng không? Thế thì đúng là thôi, thì chú cũng thay mặt cho gia đình là phải nói là rất là cảm ơn. À, công ty cũng đã như vậy là có những cái cán bộ chuyên môn tay nghề rất là cao. Đấy, và đồng thời là sản là lắp ráp cho các cái gia đình nhà chú nói riêng và các cái gia đình ở trên toàn quốc nói chung mà sử dụng được cái công nghệ này, chú thấy nó rất văn minh. Vâng. Và rất là sạch sẽ. Vâng. Đấy, thay mặt gia đình rất là cảm ơn. Vâng. Cảm ơn chú. Thế thì tôi muốn hỏi chú một câu hỏi cuối cùng là còn rất là nhiều các khách hàng khác chưa biết đến sản phẩm này, cũng như là chưa biết đến có một đơn vị để thi công những cái sản phẩm nó chất lượng cao ấy, phục vụ căn bếp nhà mình ấy, thì chú có thể có một lời khuyên nhỏ nào đó dành cho các khách hàng đang xem video này trong năm 2024
để có được cái lựa chọn chính xác nhất khi mà lựa chọn làm tủ bếp nói riêng và nội thất nói chung ạ? Về bản thân chú thì chú có một cái suy nghĩ như này. Thực ra là chú thì cũng như nhiều người khác ở trên đất nước Việt Nam này, hoặc là cái thành phố Hạ Long này nói riêng, thì về vấn đề cái cảm nhận riêng của gia đình chú là chú thấy là nếu mà dùng cái sản phẩm này thì nó rất yêu việt. Những ưu việt cái thứ nhất là chắc chắn một điều là nó hơn hẳn cái gỗ, và cái gỗ công nghiệp thì một thời gian sau nó có thể là ông bị mối mọt nó mang lên này. Thứ hai là vấn đề vệ sinh, sau khi mình đun mà dầu mỡ hoặc là các cái mùi nó bám vào thì mình vệ sinh nó rất là khó vệ sinh, mà nó sẽ sinh ra ở mốc miếc. Nhưng riêng cái cánh kính này chỉ cần cầm cái lọ xịt kính rửa và cái khăn lau sạch, chỉ cần lau qua cái nó đã sạch rồi. Mà chắc chắn rằng với những cái phụ kiện mà Elox mà mang tính cao cấp này thì chú thấy là dùng nó sẽ rất bền. Thế còn tất nhiên là của bền thì phải tại người. Đúng rồi. Thì khi anh dùng thì anh cũng phải có những cái như vậy là trau chuốt và là bảo quản và quan tâm đến cái vấn đề vệ sinh cho nó thì nó sẽ được bền. Bên cạnh đó thì các cháu cũng phải có những cái công tác bảo trì. Ví dụ như các chú mà không may nó trục trặc một hiện tượng gì mà các chú mà thông báo các cháu thì các cháu lên xếp sắp cán bộ chuyên môn đến để bảo trì cái sản phẩm mà thật ra cái sản phẩm này rất đắt tiền chứ không đâu. Nếu mà so với cái nhựa cao cấp thì nó rất là đắt tiền, nhưng mà chú thấy rằng chú cảm thấy chú vẫn cứ yên tâm hơn là ở chỗ là đồng tiền mình bỏ ra nhưng mình cảm nhận được là cái sản phẩm này nó phục vụ cho mình rất là tốt. Vâng. Chắc chắn độ bền nó sẽ cao. Tuy nhiên là cái vấn đề bảo hành bảo trì, cái điều kiện tiên quyết để bên cháu đi lâu dài là bên cháu sẽ rất là chú trọng về cái phần đấy chú ạ. Rất cảm ơn những chia sẻ của chú. Thế và chú nói thêm một tí nữa. Vâng. Chú đang có một cái cảm nhận riêng của chú là cái truyền thông là các cháu làm nó chưa được đủ. Thế ạ. Bởi vì cái sản phẩm này nếu như chú là người dùng thì chú cảm thấy nếu như nhiều người ta được nắm bắt được cái thông tin này thì có thể người ta cũng sẽ cùng bàn bạc với cháu để người ta đưa cái sản phẩm này vào người ta sử dụng. Vâng. Thứ nhất là về cái giá cả thì các cháu cũng phải có những cái như vậy là căn cơ làm sao để cho người tiêu dùng người ta phải cảm nhận được giá nó hợp lý và đồng thời nó lại chất lượng cao. Thế thì ngay nếu như chú là cái người không chịu mày mò xem YouTube thì chúng ta mới biết được cái sản phẩm này. Mà sản phẩm này vừa rồi có một số bạn bè chú rồi đồng nghiệp đến đây chơi, người ta bảo người ta không tưởng tượng được cái sản phẩm ở đây có ở chỗ nào mà ông tìm được. Đấy, bởi vì là bản thân chú này là cái người hay tìm tòi các cái thông tin trên mạng, mà nhất là cái mạng thông tin bây giờ thì nó lại rất là hữu ích cho những cái người dân như các chú. Vâng. Thế thì là mọi người thì tôi về gia đình tôi là tôi cảm thấy là rất là tuyệt vời rồi. Vâng. Còn đương nhiên là như vậy thôi, thì các gia đình mà có xem cái YouTube này thì ta cũng sẽ lên cân nhắc để mà đưa cái sản phẩm này vào ta sử dụng. Vâng. Nó đồng tiền thì có thể nó cao hơn các cái loại khác một tí, nhưng mà cái chất lượng và tôi tin tưởng là cái chất lượng là sẽ tốt. Vâng. Và hai nữa là cái cung cách lắp đặt của các cháu và cái bảo hành bảo trì các cháu thì gia đình tại thời điểm này là mới được có hơn tháng gia đình rất yên tâm. Còn tất nhiên là nếu các cháu mà không bảo trì bảo hành tốt thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cái uy tín của các cháu. Thế thì tôi chớ tin tưởng rằng với cái năng lực uy tín của công ty Nội thất Phúc Thọ này thì tôi cũng rất là tin tưởng. Bởi vì thông qua các cái hợp đồng, các cái chi tiết mà tớ đã ký hợp đồng mà tớ thấy nó lắp đặt về nó rất là đúng và rất là chuẩn. Rất là chuẩn chu về các cái sản phẩm mà mình đã ký với nhau. Đúng rồi, vâng. Đấy, thực ra thì cái bài toán về truyền thông ấy thì bên cháu có những cái sản phẩm trong những thời gian trước là bọn cháu đã truyền thông rất nhiều. Tuy nhiên là sản phẩm này nó mới xuất hiện luôn. Đúng rồi. Đấy, từ năm 2022 thì đến năm 2023 thì đầu năm 2024 thì chưa tính, nhưng năm 2023 thì vẫn Việt Nam vẫn chưa chủ động sản xuất được cái sản phẩm này mà vẫn phải đi nhập khẩu bên nước ngoài về. Đấy, thế nên là số lượng người dùng nó cũng sẽ rất là hạn chế, công nghệ rất hạn chế. Và cái điều kiện kinh tế để mà tiếp cận đến người dùng thì nó cũng hơi khó khăn chú ạ. Đấy, gia đình nào thực sự là có kinh tế tốt thì mới làm được cái sản phẩm cao cấp này. Thì nói đi nói lại thì cũng rất là cảm ơn chú đã lựa chọn bên cháu để hoàn thành thi công cái nội thất của gian bếp. Hy vọng trong thời gian tới thì chú tạo điều kiện cho bên cháu có những công việc nó tốt hơn. Đấy, đầu xuân năm mới thì cháu cũng chỉ có gửi cho chú những cái lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chú và cho các anh chị, cô trong gia đình nhà mình, các cháu. Năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn, thịnh vượng chú ạ. Chúc qua công ty Nội thất và toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty là đưa nhiều những cái sản phẩm thật là chính xác và tuyệt vời ra xã hội. Rồi, xin cảm ơn. Nội thất Phúc Thọ.
uy tín từ những điều nhỏ nhất.